酒。嗯，来喝吧。Chào cả nhà nha. Nay hai cha con mình đã đi thả câu nữa cả nhà ơi. Hai cha con mình vẫn về địa điểm cũ thả nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy phong cảnh cây cỏ xanh tươi tốt không cả nhà. Cái mương này mình câu cá, mình thấy cá quá trời luôn cả nhà ơi. Mà mình câu 2-3 ngày rồi mình chậm theo câu mà câu nó không ăn. Ba mình tối nay ba mình đi thả chim kiến nữa này, những dạng cá mơi bỏ nhà. Mình thì giỏi câu cá rồi cả nhà ơi, còn thả câu hay cắm câu thì mình chịu rồi, chứ có ba mình thì giỏi về môn đó thôi. Tiếp tục đi với ngoại. Mời sáng mời hai cha con mình lại đi về Hậu Giang nữa cả nhà ơi. Lần này đi về dưới cũng cố gắng ra được nhiều cái clip hay thú vị gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Lần này chắc đi xuống cũng đi vô rừng tiếp tục nữa. Đây cả nhà nhìn thấy cá ngớp không cả nhà? Cá nhiều lắm. Đó, cá ngớp quá trời luôn. Vì vậy cả ở cái mương này là nó ăn thông ra cái nhánh sông đó cả nhà, thì nước cạn cái trên ruộng rút nước xuống, cá nó rút vô trong đây nhiều lắm mà mình câu nó không ăn. Bữa nay chai nhiều thả gì vậy, đợi đi ba. Rồi, vừa cũng tắt camera để thả tiếp ba mình cả nhà ơi. Để đi thăm cái mình quay cả nhà mình xem nha. Hey, chào cả nhà nha. Chào đại gia đình của mình. Hôm nay hai cha con vui đi thăm câu đây cả nhà ơi. Rồi cả nhà đi theo hai cha con mình nha. Hy vọng có dính cho có sướng gì ta. Khổ quá. Rồi một cần đầu tiên chết quất rồi đó cả nhà ơi. Không cần đầu tiên hết chết quất rồi. Có không bà? Hai cần ây da thấy mà mèo quá. Cô bộ ăn quen không được. Tao tự tin lắm rồi. Cái thằng hai cần đầu tiên rồi đấy, không dính rồi đó. Dính không bà? Dính không? Dính hả? Bự không? Bự không? Dính được em cá chê cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Em cá chê đầu tiên cả nhà ơi, tham ba cần được nghe em. Nước cạn. Nước cạn hả bà? Đấy, em đầu tiên cả nhà ơi. Quá hả? Con nhớt rồi. Thả câu đó giờ là có tận tâm nhất, có mồi trùng thả mới ngon. Tận tâm không có đạp mà. Lâu rồi mình không lại đạp đắng mình thả ba. Đây, sướng cái cây thấy cái chai em ghê
kiến gì vậy? Rồi mình vết. Rồi nó cạn khô à, bước để xuống đi. Rồi chết quất nữa rồi cả nhà. Chỗ hết biết ngon luôn mà không ăn chứ. Cái màu nước đục đục này là cái màu thá câu rồi. À, cắm câu thì cũng ngon. Bốn kèn được một con. Úi trời ơi. Ây da. Đâu rồi? Ê, có hiện tượng. Ồ, đồng lúc lúc ngoài vậy? Có hiện tượng nha, thấy lôi lúc ra ngoài rồi kìa. Sao mà em ru không thấy giật chỉ chân gì nè. Sướng kể coi, dính bà dính không, còn không? Trời, sức rồi. Ôi trời, sức rồi cái trời. Ây da. Dở lên còn hả ba? Trời ơi, sao mà nó đen dữ gì nè. Đúng là đen như đít ấm luôn. Nghe nó dính thấy cũng mừng, thấy cái chai nó có hiện tượng lôi mà. Lôi lúc ngoài luôn. Dạ. Xuống xuống cái coi. Chết quá luôn. Đóng câu rồi. Nó làm được con chú một cả nhà ơi. Chơi này. Nước cạn. Lúc vô trong này nữa rồi. Có hiện tượng nữa cả nhà ơi. Dính này nữa, tốt này nữa rồi. Rồi dính. Dính hả bà? Chè nữa. Dính cái chè nữa cả nhà. Đi đây con biển chó sủa. Được nghe em nữa cả nhà ơi. Cũng được hai chú rồi. Hai chú cả nhà ơi. Đừng thích chung sẻ luôn em, hai chú này. Đây nè, chơi đây nè. Rồi, sức nữa. Sức nữa rồi. Trời ơi. Dính không dính mà cái sức hoài tèn. Ha ha ha!
còn mấy chai nữa cả nhà ơi. Đâu? Con dĩ rỗi cũng đi được bình luôn rồi đó nha. Ui trời. Thôi không im rồi. Nên là hơi thất bại rồi cả nhà. Sức nữa rồi hả? Rồi bữa nay đi ăn thiệt rồi. Còn chai cuối cùng cả nhà ơi. Chai cuối cùng. Rồi nhìn thấy em, thấy em ghê luôn. Chai này dám sức lắm mà nó quậy thì bột bèo lên nữa kìa. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Bữa nay được có 2 con rồi cả nhà ơi. Ôi vui, cũng kết thúc clip đây luôn cả nhà ơi. Bữa nay 2 cha con thả không dính được nhiều cá cả nhà, xem đỡ nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian. Ôi, được có 2 con. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của cha con mình nha. Cả nhà cho Vui xin một like với một đăng ký, có nhiều động lực ra nhiều video mới nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.